Năm 1973, tôi mới mày mò tôi nghiên cứu mình làm sao mình thể hiện một cái chân dung Bác Hồ vẻ ẩn trong lòng cha. Một mặt thì Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, xoay lại là hình Bác như là chiến dịch Đông Khê, Bác mặc áo bộ đội châu tộc Bác Phơ rồi. Phải nói là báo vật của một gia đình mình. Tôi thành công cái đó, tôi phát triển những năm kế tiếp. Đến nay thì trên 50 năm rồi, vẽ rất nhiều, không nhớ nổi đâu. Bài gì em có lẽ dài công tên hơi dở. Vẽ ngựa trong chai nó rất là khó, là vì cái độ dày mỏng và lồi lõm khác nhau. Nhìn vô là nó khúc xạ, mà cái hình ở ngoài mà mình để mặt phẳng á, mình thấy nó khác. Cho vào cái độ cong của cái chai thì cái hình nó có vẻ là nó biến dạng đó. Mình phải nghiên cứu ở trong chai anh vẽ cái hình đó, tôi phải vẽ ngược lại. Nhưng mà nó phải ăn khớp nha. Cái mái tóc, cái đường viền của cái mặt người nào mà người ta nhìn nó là đúng họ, rồi có cả một cái vấn đề khó khăn phức tạp. Cái dụng cụ của mình làm đó là mình tự phải chế tạo. Cây cọ nó rất là dài, bẻ cong như thế này, mình đưa vô cái này nó mới chạm được cái thành chai đấy. Nó thẳng như thế này thì đưa vô làm sao mà nó chạm cái thành chai được. Cầm chốt đuôi mình mới vẽ tận dưới này được này. Có nhiều cái con mắt nhỏ như là cái hạt bí thôi, nín thở để cho cái tay mình nó không bị run. Kéo cái né đâu là nó chuẩn xác đó. Chân dung hai người mình vẽ ít nhất cũng phải 15 ngày nửa tháng. Cái giá dao động á 3 triệu đổ lên tùy theo mức độ khó hoặc là phức tạp. Nhưng những cái tranh dân gian này nè, ví dụ 12 con giáp 500-700 một tác phẩm.